và cái thời lượng sạc của nó cực kỳ ấn tượng nhé. Chỉ sạc với 10 phút thì bạn có thể sử dụng cái tai nghe này trong tầm được khoảng 2 tiếng, cực kỳ ấn tượng. Xin chào các bạn nhé, trên tay mình là chiếc tai nghe Monster M1007, một chiếc tai nghe siêu mỏng và có âm thanh cực kỳ chất lượng nhé. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc tai nghe này. Đây, Monster. Monster là một thương hiệu của Mỹ và sản xuất ở Trung Quốc. Ok, bóc xin nhé. Đây, xem nhé. Wow, có một cái rất là hay của chiếc tai nghe này là nó siêu mỏng luôn đấy. Đây, các bạn có thể xem cái độ mỏng của nó nhé, cực kỳ mỏng luôn. Ta cùng bóc siêu nhé, xem nào. Đây, wow, đây, đây chính là cái nội dung chính của video chúng ta. Đây, và thời lượng pin nó cực kỳ ấn tượng luôn. Một chiếc hộp nó chỉ dày tầm khoảng 19mm, các bạn thoải mái mang đi mọi nơi nhé. Đây là cái đèn tín hiệu kết nối đấy. Đây, cáp kết nối. Đây, đây là một chiếc cáp sạc, nó dùng cổng Type-C nhất, rất là tiện lợi. Và tiếp theo đây, đây là cái gì? À, đây là một cái dây để đeo bạn, đây, bạn có thể đeo, gắn vào để đeo nó. Kiểu như vậy, có thể đeo gắn mọi nơi không? Và đây là một tờ hướng dẫn sử dụng. Thì nội dung của nó toàn là tiếng Anh, tiếng Anh và tiếng Tàu thôi. Thì cái này cũng không quan trọng. Và cái thời lượng sạc của nó cực kỳ ấn tượng nhé. Chỉ sạc với 10 phút thì bạn có thể sử dụng cái tai nghe này trong tầm được khoảng 2 tiếng, cực kỳ ấn tượng. Rồi đấy này, Monster này. Và mình sẽ cảm nhận âm thanh của cái này qua cái việc kết nối Bluetooth nhé. Ok, cảm ơn các bạn.